Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe mới về, số lượng rất là nhiều. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay có anh Thảo. Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình mới về một số xe mới, mẫu xe mới mọi người. Cái lại là có Vario này, VSH 160 mới về luôn mọi người. Thì nói chung là hầu như là mẫu mới hết. Với lại mấy mẫu này thì mình đang giảm giá luôn mọi người. Về rất là số lượng rất là nhiều một kho luôn mọi người ơi. Thì hôm nay mình sẽ giảm giá cho mọi người được 2-3 triệu luôn nha, so với tuần trước luôn. Thì và đặc biệt là trả trước cực thấp cho mọi người luôn nha mọi người. Từ 2-3-5 triệu thôi, mọi người có thể sở hữu ngay mấy những em xe này mọi người nha. Thì đầu tiên là có con ad 155 mọi người nè, màu đỏ mọi người nè. Đây, đời nó là đời 2023 mọi người nha. Thì con này là màu đỏ bóng, con này là màu rin 100% luôn mọi người, bảo hành cho mọi người 3 năm luôn nha. Thì đối với con này thì dao động giá của nó sẽ là 41 triệu mọi người nha, bao gồm VAT luôn. Thì dòng này anh em mua thì anh em chỉ cần trả trước cho em tầm khoảng 5 triệu thôi là anh em nhận xe rồi mọi người nha. Đó. Rồi, tiếp theo là con ad màu xanh GB mọi người nè. Đây, con này là con ad 2023 luôn mọi người nha, màu xanh GB. Thì con này thì giá của nó sẽ dao động là tầm khoảng là 44 triệu bao gồm VAT luôn mọi người nha. Đó, liên hệ trước với em sẽ giảm 1 triệu còn 43 triệu luôn. Đó. Rồi, thì vô trong này có AB mọi người nè, AB 125 mọi người, màu xanh mọi người. Màu xanh và màu đỏ là bản tiêu chuẩn 2023 luôn, thì đang dao động với giá là 38 triệu mọi người nha. Đó, còn nếu anh em mua màu sơn thì là 39 triệu, màu này màu xám cam mọi người, màu này cũng rất là đẹp mọi người nha. Đó. Thì đối với dòng AB này anh em cũng trả trước cho em tầm khoảng 3 triệu trở lên thôi là em hỗ trợ mua góp được rồi mọi người nha. Rồi, tiếp theo là SH 160 mọi người nè, 2024 mọi người nha. Con này là mẫu mới nhất luôn mọi người nha, từ 2024 mà màu xám xi măng mọi người nè. Đó, thì con này thì nó có thay đổi một chút là cái tem của nó sẽ là tem màu đỏ mọi người nha. Đó, nó khác với cái màu của này, nó xám hơn so với cái màu của từ 2023 mọi người nha. Đó, thì con này thì sẽ dao động giá tầm khoảng 101 triệu mọi người nha. Đó, dòng này thì anh em trả trước 30 triệu là nhận xe mọi người nha. Rồi, tiếp theo là SH Mo mọi người, màu bạc mọi người. Màu này là cực kỳ cháy hàng luôn mọi người nha. Đó, bữa giờ mình bán là rất là nhiều khách luôn. Thì anh em đi rất là nhiều cửa hàng nhưng mà màu bạc này không có luôn mọi người, cháy hàng luôn á. Con này sẽ dao động giá là tầm khoảng 65 triệu bao gồm VAT mọi người nha. Thì con này thì anh em trả trước 15 triệu là nhận xe. Liên hệ trước thì mình giảm 1 triệu còn 64 luôn mọi người nha. Đó, và đặc biệt á anh em mà mua dòng SH mà CBS thì Mo CBS chỉ là 55 triệu thôi mọi người nha. Đó. Rồi tiếp theo nữa là Future mọi người nè. Siêu Future bánh mâm mọi người. Đấy, màu xanh, màu đỏ và màu đen đều có mọi người nha. Ba cái màu bánh mâm này mình giảm giá còn 33 triệu bao gồm VAT mọi người nha. Dòng này thì anh em liên hệ trước giảm 1 triệu còn 32 luôn. Đó. Còn đối với Future trắng bánh mâm sẽ là 34 triệu mọi người nha. Đó. Con này thì đắt hơn con này 1 triệu nha. Vì đó là cái màu trắng là đắt nhất. Anh em mà ví dụ xuống bánh cam thì tầm khoảng 31 triệu thôi mọi người nha. Đó. Thì Future này trả trước tầm 3 triệu là nhận xe mọi người nha. Rồi, Vario mọi người nè. Vario thì em có đời 2023 hết mọi người nha. Màu này màu sơn, màu xanh cam đen mọi người nè. Thì đối với màu xanh cam đen mà cái phiên bản này là khóa thông minh luôn thì là 38 triệu mọi người nha. Đó. Còn nếu anh em mua phiên bản đây cũng khóa thông minh nè. Đó, màu sơn bao gồm màu sơn luôn là 38 mọi người nha. Còn nếu anh em mua màu rin mà khóa thông minh sẽ là 37. Còn nếu mà màu khóa thường là mọi người, như cái màu này mà khóa thường là em sẽ bán là 36 triệu bao gồm VAT mọi người nha. Còn nếu mà anh em màu rin là 35 triệu thôi. Đối với màu rin thì là 35 thôi, khóa thường nha. Trả trước tầm 3 triệu là mình hỗ trợ mua góp mọi người nha. Rồi, tiếp theo nữa là Vision thể thao mọi người nè. Đây, 37 triệu bao gồm VAT mọi người nha. Vision thể thao em về rất là nhiều nha, một kho trong kia luôn. Thì mình cũng được giá ưu đãi nên mình giảm còn 37 triệu mọi người bao gồm VAT mọi người nha. Đó. Rồi, tiếp theo nữa màu xanh mọi người. Màu xanh này là được lên từ hai phiên bản cao cấp mọi người nha, là 33 triệu mọi người nè. Đó. Màu xanh và màu hồng đều 33 triệu mọi người, ba cao cấp mọi người nha. Dòng này thì anh em trả trước cho em tầm khoảng là 3 đến 4 triệu thôi là mình hỗ trợ mua góp mọi người nha. Đặc biệt thì có Vario 160 mọi người. Trong này cũng rất là nhiều, tiếp tục xả kho cho mọi người luôn nha. Giảm nói chung là nó xả lỗ luôn tầm 10 triệu đó mọi người. Mình lỗ tầm 10 triệu một chiếc đó mọi người. Thì đối với bản CBS thì em đang bán với giá là 42 triệu một chiếc mọi người nha, đủ màu luôn mọi người nha. Đó, 40 triệu một chiếc thôi. Còn nếu anh em lấy phiên bản khóa thông minh thì em sẽ giảm cho mọi người là bản ABS á, thì sẽ là 45 triệu mọi người nha. Đó, trả trước 5 triệu là nhận xe rồi mọi người nha. Rồi, thì anh em mà mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại phía trên của em á, em có Zalo á mọi người. Thì mọi người đến liên hệ trước với em là em sẽ giảm cho mọi người 1 triệu tiền xăng nha. Và đặc biệt là nếu mà có xe cũ đến đổi xe mới thì cũng liên hệ với em đi, em sẽ hỗ trợ cho mọi người luôn nha. Rồi, okay. Cảm ơn mọi người nha.